5:30 sáng sớm luyện nào. Trống xe ngu Lý Thiên Hóa. Chiến đấu đội. Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây có tính dẫn điện là tốt nhất? Nào. Chất nào sau đây có tính dẫn điện là tốt nhất? Dẫn điện tốt nhất là anh nào? Bộ đội Việt Nam, đúng không? C. À cơ. Câu 2. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH? Câu 2. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH? Rồi ạ, câu 2 đáp án đúng là gì ạ? Không tác dụng nhá. CuCl2 có, HCl có, MgS4 có, không tác dụng là C, NaCl. Các bạn comment đáp án thật nhanh, làm sao nhanh hơn được cả thầy mình. Câu 3. Trong cùng một điều kiện, kim loại nào sau đây có tính xóa mạnh nhất? Trong cùng một điều kiện, kim loại nào sau đây có tính xóa mạnh nhất? Kim loại nào? CO2 cộng, đáp án B. Câu số 4 ạ. Nào, câu số 4 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 4 ạ. Nào các bạn cùng chọn đáp án câu số 4 này mình giải. Số xóa của kali trong hợp chất KNO3. Kali trong KNO3 ta sẽ là dương 1. Đúng không? Dương 1 đáp án đúng là đáp án D. Câu số 5. Ở điều kiện thường thì chất nào sau đây không làm mất máu dung dịch KNO4? Thì điều kiện để làm mất máu dung dịch KNO4 là có nối đôi CC. Propen là mất máu này. Propen là chắc chắn mất máu. Ethylene này. Acetylene này. Vậy không là mất màu là A, benzen. Ấm chưa? Ấm chưa? Rồi, rất tốt. Các bạn nhớ nhá, comment nhiệt tình vào để làm gì? Để nó chui vào đầu chúng ta. Và nếu mà chúng ta mà sai ấy, thì chúng ta sẽ nhớ mãi mãi, không bao giờ bị quên nữa. Thà sai một lần với thầy mình còn hơn là sai ở trên giấy. Thắm ơi, Thắm gọi anh Đạt xem nào. Khéo Đạt bây giờ ngủ vắt lưỡi rồi, không thấy đâu. Câu số 6 ạ. Kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp thủy luyện? Thì thủy luyện thì thường chủ yếu để sử dụng để điều chế các kim loại đứng sau gì ạ? Đứng sau nhôm. Đúng chưa? Bỏ K, bỏ Ba, bỏ Mg, A, Cu. Câu 7. Metinamin tác dụng được với chất nào sau đây trong gì? Metinamin tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch ạ? Thì metinamin chúng ta nó có tính bazơ đúng không? Và nó có tính bazơ thì nó sẽ tác dụng được với những thằng có tính axit. Nên đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu 7. Đáp án B. Nào. Câu 8 ạ. Vài giọt dung dịch phenol phtalin vào cốc đựng dịch NaOH. Phenol phtalin là chất chỉ thị màu cho những anh dung dịch mà có tính kiềm. Vậy khi mà phenol phtalin mà vào bên trong thằng NaOH, thằng NaOH của chúng ta có tính kiềm các em nhé. Vậy thì ta sẽ thu được màu gì ạ? Màu gì ạ? Câu 8 màu gì các em? 8 màu gì? À đúng rồi, màu hồng, chính xác. Ok ạ, xong câu 8. Sang câu 9. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? À, câu 9 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Amin bậc 1 nó sẽ có dạng là R, NH2 đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 10 ạ. Công thức của etin format ạ. Công thức của etin format HCO CH5. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D, etin format. Câu 11. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Vậy khí X của chúng ta là gì? B, CO2. 12. Kim loại nào sau đây không tan được trong dịch carbon loãng? Kim loại nào sau đây không tan được trong dịch carbon loãng? Thì không tan được trong H4 loãng thì nó là Cu đúng không ạ? Al tan, Zn tan, Fe tan. Câu 13. Fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong. Công thức phân tử fructose C6H12O6. Để bài hỏi số nguyên tử H thì nó sẽ là 12. B. Câu 14. Nào. Câu 14. 14 đáp án gì ạ? Các bạn cùng comment đáp án cho thầy mình nhìn nào. 14 đáp án gì? Thì phân ete X trong dịch NaOH thu được Ca5COONa và Ca3OH. Công thức cấu tạo thu gọn C2H5COO CH3. Đúng chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá. Câu 15. Dipeptide. Nhanh lên nào. Phải thật nhanh. Nào, dipeptide.
là kênh peptide mà được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid. Đáp án đúng là đáp án C. 16. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo? Nhớ thầy chỉ có hai loại tơ nhân tạo thôi. Chúng ta chỉ có hai tơ nhân tạo thôi. Một là gì ạ? Một là tơ visco, hai là tơ acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy, tơ visco. Nào, câu số 17 ạ. Chất nào sau đây là muối trung hòa? Chất nào sau đây ạ là muối trung hòa? Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không còn H. Vậy ta chỉ có thể một anh thôi. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 18. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng với dung dịch nào? Thì ở nhiệt độ thường ạ, thì kim loại Fe nó sẽ phản ứng được với AgNO3. Nó theo phương trình là Fe cộng với Ag cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng Ag. Đúng không ạ? Đấy. Câu 19. Khi nung CaCO3 ở nhiệt độ khoảng 1000 độ thì thu được chất rắn E. Thì CaCO3 mà mình nung 1000 mình thu được CaO cộng CO2. CO2 bay đi rồi nên chất rắn E chắc chắn là CaO. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án gì? Câu 20 ạ. Chất nào sau đây được gọi là vôi tôi? Vôi tôi là gì? Nào, chất nào sau đây được gọi là vôi tôi ạ? 20 ạ. 20 các bạn cùng chọn cho mình xem nào. Vôi tôi là gì? Ồ, không ai bị lừa nhỉ? Không ai nào chọn CO nhỉ? Vôi tôi là gì ạ? CO2 là 22. Chất nào sau đây vừa phản ứng dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? Nhớ nha, vừa phản ứng với HCl mà lại vừa phản ứng với NaOH, vậy là nó có tính lưỡng tính đúng không? Tính lưỡng tính chúng ta chỉ có anh NaHCO3 thôi. Đáp án đúng đáp án D. Câu tính toán đầu tiên trong buổi tối, trong buổi sáng ngày hôm nay. Hỗn hợp X gồm nhôm và Mg. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,3 mol khí S2, số mol HCl, bảo toán H. Giờ phải làm nhanh. Số mol HCl phản ứng chính bằng 2 lần số mol H2. 2 nhân 0,3 bằng 0,6. Đúng không ạ? Vậy đáp án chính xác chúng ta là đáp án B bỏ 0,6 nhá các em nhá. Các bạn comment chậm thế. Chậm hơn thầy à. Rồi thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn 23 đáp án B. Hello Khánh Minh. Khánh Minh biến mất hơi lâu nhá. Thầy đang định bảo các bạn là đấy, Khánh Minh chỉ học một vài buổi xong rồi biến mất. Thế là sáng nay dậy sớm rồi là tốt rồi. 24 ạ. Đốt cháy an toàn STX thì cần dùng vừa đủ 0,7 mol O2, 0,6 mol CO2 và 0,6 mol H2O. Ta thấy số mol CO2 bằng số mol nước nên nó là este no đơn hở. Đúng chưa? Vậy mình sẽ có bảo toàn nguyên tố O. Ta sẽ có 2 lần số mol STX cộng 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2 cộng với lại 1 lần số mol H2O. Thì từ đó mình sẽ tìm được số mol X sẽ bằng là 2 nhân 0,6 cộng 0,6 bằng 1,8 trừ 2 nhân 0,7 là 1,8 trừ đi 1,4 bằng 0,4, chia cho 2 thì bằng 0,2. Vậy số mol X bằng 0,2. Vậy suy ra số C của nó là 0,6 chia 0,2 bằng 3. Suy ra cháu nó là C3SO2. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Ok, tuyên dương tất cả bạn đã chọn B nhá. Rất tốt. 25 ạ. Nào các bạn chọn xem 25 đáp án gì ạ. Cho 2 mu chất lỏng X vào ống nghiệm khô sẵn là viên đá bọt, sau đó thêm từng giọt H4 đặc lắc đều, đun nóng hỗn hợp sinh ra hiện hydrocarbon mất màu dịch K1O4. Thế thì ancol nitrilic sẽ là C2H5OH nha, đi qua H4 đặc thì nó sẽ sinh ra C2H4 và khí C2H4 này tác dụng được với K1O4 nên nó là mất màu dịch K1O4. Vậy 25 chúng ta đáp án A, đáp án chính xác. 26 ạ. 7,3 gam amin X đơn trước bạch hở. Với amin đơn trước bạch hở ta sẽ có R NH2 cộng HCl tạo thành muối đúng không? Vậy ta bảo toàn khối lượng. Ta có khối lượng của amin cộng với lại khối lượng của HCl.
sẽ bằng khối lượng của muối cộng với khối lượng HCl. Thì bằng khối lượng của muối. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm ra được số mol của HCl sẽ bằng số mol của amin. Đúng chưa? Và bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu các em? Nào các bạn bấm máy tính của thầy Minh với. Để mình giờ đi bật máy tính lên. Giờ bật máy tính kìa. Giờ bật máy tính. Rồi. Nào bấm bằng bao nhiêu? Khéo các bạn bấm xong hết rồi. Xem nào. 10,95. 10,95. 10,95 trừ đi 7,3 bằng chia 36,5 bằng 0,1. Rồi, cảm ơn các bạn đã bấm máy tính gọi thầy Minh nhá. 0,1. Rồi. Và mình sẽ tìm được phân tử khối của RNRI sẽ bằng 7,3 chia 0,1. Thì bằng 7,3 đúng không em? Suy ra R bằng 7,3 trừ đi 7,3 trừ đi N là 14, H2 bằng 57. Giờ sử dụng tuyệt chiêu thì mình lấy 57 chia 14 gần bằng số C. 57 chia 14 gần bằng số C 4,07. À vậy C của chúng ta là C4. Đấy chưa? C4 bây giờ thử xem nào. 57 trừ đi 4 nhân 12 bằng 9. C4H9 ở đây. Vậy số nguyên tử H. Vậy số nguyên tử H bên trong đó của Thế Minh là bằng 9 cộng 2 là 11. Đáp án đúng đáp án A. 9 cộng 2 là 11. Câu 27. Kim loại AL tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Kim loại AL tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Thì AL nó sẽ tan hết trong gì ạ? Không tan trong MgNO3, không trong NaCl. Đúng không? Nó bị thụ động trong H4 đặc ngoại. Vậy tan hết trong HCl. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D. 28. Chất nào sau đây là axit béo ạ? Chất nào sau đây là axit béo? Lưu ý nhá, axit béo. Axit palmitic đúng không? C15 H31 COH 29 á. Hiệu ứng nhà kính. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là do sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào? Nào, tác nhân chủ yếu. Khí nhà kính carbon dioxide CO2 30. 30 nào các em. 30 các bạn chọn đáp án gì ạ? Xa vòng hóa hoàn toàn C5H10O2 mạch khở trong dịch não mắt thu hỗn hợp muối natri propionate C2H5 COH và ancol y. Vậy este của chúng ta là C2H5 COO CH5. Vậy ancol y nó sẽ là CH5 OH hay tên của nó là ancol ethylic. Đáp án đúng chúng ta đáp án B các em nhé. 31. Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường? Thì lỏng ở điều kiện thường thì phenol là rắn rồi. Đúng chưa? Lỏng ở điều kiện thường là các chất béo không no. Vậy trong này mình có anh nào là chất béo không no? Đấy, 31 đáp án A. 32. Trong điều kiện thích hợp, sắt phản ứng với lượng dư dịch nào sau đây sinh ra mối sắt 2. Chú ý là lượng dư nhé. Sắt tác dụng H4 đặc nóng dư lên sắt 3. H2O3 lên sắt 3. AgNO3, AgCl cũng lên sắt 3. Vậy chỉ có tác dụng HCl. Fe tác dụng HCl thì tạo thành Fe dương 2. Đáp án đúng, đáp án D. Câu 33. Este nào sau đây có mùi chuối chín? Úi dồi ôi, dễ quá. 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? Este nào sau đây có mùi chuối chín? Chuối chín là gì ạ? Isoamin acetate, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 34. Công thức của natri hydroxit. Úi dồi ôi, B là AH. 35 này mới hay này. Các bạn chọn 35 đáp án gì ạ?
Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình comment cũng như là chia sẻ bài học này lại về Tường. Cái việc mà các em comment cũng như chia sẻ bài học này chính là cái nguồn động lực để thì mình sáng nào cũng có thể dậy sớm chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em. Rồi, cố lên, chiến đấu để chiến thắng các em nhé. 35 ạ. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Tơ tằm không. Nitron là 1, metin mesylate là 2, vinin clorua là 3, acetat không, cao su buna là 4, ethylene tene và phtalat không. Vậy ta sẽ có 1, 2, 3, 4. Đúng không? 4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 35 đáp án D nhá. 36 ạ. Số nguyên tử C trong ancol metric CH3OH. Vậy là có 1 C rồi. 37. Amin nào là amin bậc 3? Câu 7. 37. Amin nào là amin bậc 3? Thì amin bậc 3 là tất cả những anh mà có dạng là R1, N, R2, R3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 38. Kim loại nào sau đây bị thụ động hóa bởi H3O3 là nguội? Kim loại nào sau đây ạ? Bị thụ động hóa bởi H3O3 là nguội. Bị thụ động. Vậy là không phản ứng. Đúng không? Nhôm sắt chrome. Vậy là AL. 38 đáp án chính xác chúng ta đáp án này. 39 ạ. Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do e tự do gây ra? Lưu ý nha, không phải do e tự do. Thế thì các tính chất mà do e tự do gây ra nó là các tính chất vật lý chung. Vậy không phải do e tự do gây ra, đó là tính chất vật lý riêng. Dẫn nhiệt, ánh kim, dẻo là tính chất vật lý chung. Vậy không phải do e tự do gây ra là tính cực. Đáp án chính xác là đáp án C. 40. Chất nào sau đây là monosaccharide? Thì monosaccharide chúng ta chỉ có thể là glucose mà thôi, đúng không? 41. Amino acid nào sau đây có hai nhóm carboxylic trong phân tử? Lưu ý là hai nhóm carboxin nhé. Thì mình có glycine, alanine, lysine đều chỉ có một nhóm COH thôi. Mà anh mà có hai nhóm carboxin là hai nhóm COH là acid glutamic. Đúng không? Hai nhóm COH, một nhóm nở thải. Đấy, thì mình đã đẩy nhanh tốc độ đấy. Các bạn ơi, 42 ạ. 42 các bạn chọn đáp án gì ạ? Dung dịch nào sau đây có pH lớn 7? pH lớn 7 là môi trường kiềm. Có nghĩa là dung dịch nào sau đây là môi trường kiềm? Thì nó chỉ có thể là anh nào thôi ạ? NH3, chính xác. Rất tốt. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C nhá. Thầy chào Phương Linh. 43. Kim loại nào sau đây có hình E lúc ngoài cùng là 3S2? 3S2 vậy nó phải thuộc nhóm 2A. Đúng không ạ? Na không? Đúng chưa? Xem nào. Giò này, 1S2, 2S2, 3S2. 2S2 2P6. Thiếu 2P6. 3S2 12. 12 nhân 2 24, 24 là nguyên tử của magie. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 44. Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không tác dụng mạnh với nước? KNA có, Ca có, Ca không. Ca có đúng không? Cu là không tác dụng mạnh. 45 này, một câu tính toán này. Thủy phân hoàn toàn mờ gam sắc. Thủy phân hiệu suất 6%. Thu ổn ở bích 2 lần C6H12O6. Đúng không? Alpha glu beta flux mà. Cho toàn bộ X 12O6 vào AgNO3 trong NH3 thu được 2 bạc. Số mol bạc 21,6 chia cho 108 bằng 0,2. Vậy suy ra số mol C6H12O6 bằng 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1. Anh này là 0,1. Vậy suy ra số mol xác 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Thuận nhân nghịch chia hiệu suất chia 0,6. Vậy chúng ta sẽ tìm được khối lượng của xác. Để bài hỏi khối lượng của xác mà. Nào, bấm máy tính cùng thầy Minh nhá. 0,05 chia cho 0,6 nhân phân tử khối xác 3,4,2 bằng 28,5 gram. 28,5 gram. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. D. 28,5 gram các em nhá.
Ok, rất cảm ơn tất cả bạn và các em đã chọn đáp án C. Câu 46 ạ. Tăng tốc nào các em, 46. Chất kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Bộ đội Việt Nam, AG đúng không? Húp chọn. 47. Kim loại nào sau đây được điều chế phát nhiệt luyện? Nhiệt luyện là gì ạ? Nhiệt luyện là nó phải nung nóng rồi đúng không? Những kim loại trung bình yếu. Và nhiệt luyện thì chúng ta chỉ có thể là 47 IG mà thôi. Fe. Fe là ưu tiên là nhiệt luyện. 48. Nhôm sunfat thì công thức của nó là Al2 SO4 3 lần các em nhé. 49 ạ. Nào 49 nào các em. 49 các bạn chọn gì ạ? 49 ạ. Nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Nhiều bạn là comment là không nhanh bằng thầy đó. Luyện não sáng sớm, bây giờ mình phải luyện làm sao mà comment nhanh hơn thầy. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo? Visco và acetat. C. Làm nhiều giờ quen rồi. 50. Tỷ lệ số mol là 2:1, có nghĩa thằng này là A thì thằng này là 2A. Vậy tìm A đi. Đúng không? Tìm A luôn. 13,2 bằng 24 nhân 2A cộng 24 cộng với lại 60 là 84 nhân A. Được chưa? Từ đó mình tìm được A vào. Các bạn cũng bấm hộ thầy Minh ạ. A bằng bao nhiêu? A bằng bao nhiêu? 13,2. 13,2 chia cho mở ngoặc đơn 24 nhân 2 cộng với 84 đóng ngoặc đơn bằng 0,1. Vậy số mol A bằng 0,1. Vậy suy ra 2A bằng 0,2. Đúng chưa? Vậy này, mình có này. MgCO3. Cháu này 0,2, cháu này 0,1. Tác dụng H4 loãng thì Mg nó sinh ra H2. MgCO3 sinh ra CO2. Số 2 là 0,2, số mol MgCO3 là 0,1. Đúng chưa? Vậy tổng số mol khí là 0,3. Tổng số mol khí của chúng ta nó là 0,3. Vậy nó là 0,3 thì hoàn toàn mình sẽ tìm được thể tích khí là bằng 0,3 nhân với lại 2,4. Đúng không ạ? 0,3 mà nhân với 2,4 thì bằng 6,72 lít. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 51 ạ. Kim loại R hóa trị 2 tác dụng hết với AgNO3 dư thu được số mol bạc. Số mol bạc bằng bao nhiêu các em? 0,648 chia 108 bằng 6 nhân 10 trừ 3. Vậy mình sẽ có R cộng với hóa trị 2 rồi. Tạo thành R2 cộng cộng AG. Số mol AG bằng 6 nhân 10 trừ 3. 6 nhân 10 trừ 3. 6 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy suy ra số mol R là 3 nhân 10 trừ 3. Vậy mình tìm được R bằng, mình lấy khối lượng của nó là 0,195. 195 chia cho 3 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 65. 65 thì nó chỉ có thể là anh kim loại nào thôi các em nhỉ? 65 thì nó chỉ là anh kim loại nào thôi. Đúng rồi, ZN. Nhá. Đáp án chính xác của chúng ta ZN. 65 ạ, ZN. 52. 7,12 gamma lanin. Tác dụng HCl dư thu được Mg muối khan. Thế thì mình phải tìm được số mol alanin của mình. Đúng không? Phân tử khối alanin là 89. Mình có 7,12 chia 89 bằng 0,08. Alanin 0,08. Vậy thì một alanin ăn một HCl. Vậy ta có bảo toàn khối lượng. Ta được khối lượng của muối bằng khối lượng alanin 7,12 cộng khối lượng HCl 0,08 nhân 36,5. Được chưa? 7,12 cộng với 0,08 nhân 36,5. 36,5. 36,5 bằng 10,04 gam. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rồi, thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C nhá.
Rất tốt, good job. Năm ba, chất nào sau đây chất điện ly mạnh? Điện ly mạnh thì nó phải là axit mạnh. Nên ta chỉ có đáp án gì đó? B. Năm tư, kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất trong các kim loại sau? Kim loại nào có tính khử mạnh nhất trong các kim loại sau? Đọc dễ đơn hóa thôi. Khi nào ba cần mua, vậy nó chỉ có thể là D, Na. Rất dễ, đúng không? 55 ạ, à, bắt đầu đến khó rồi các em ạ, bắt đầu đến khó rồi, bắt đầu đến khó và khoai rồi. 55 nào, chọn phát biểu đúng. Tinh bột là chất rắn, dạng tinh thể, chất rắn, dạng tinh thể, tan nhiều trong nước. Chất rắn, tinh thể, tan nhiều trong nước, tan nhiều nước chắc chắn sai. Xác phản ứng trắng bạc chắc chắn sai tiếp. Fruit có nhiều trong quả nho chín là sai, glu mới có nhiều trong quả nho chín. Glucose bị oxy hóa bởi AgNO3, chính xác chưa? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 56 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra mòn điện hóa học? Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa học ạ? EPE vào CU là có nhá. EPE vẫn vào CU vẫn có nhá. Ở đây CU và EPE 3 cộng là không phải ăn mòn điện hóa. Bởi vì CU cộng EPE 3 cộng nó tạo thành CU2 cộng cộng Fe2 cộng, đúng chưa? Không có hai điện cực. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. 57 ạ. Hòa tan oxit sắt từ Fe3 4 vào dung dịch H2 4 loãng dư, thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X chúng ta gồm Fe2 cộng, Fe3 cộng, S42 trừ và H cộng dư. Đây dùng dịch X. Đề bài bảo chọn phát biểu không đúng khi nói về dùng dịch X. X tác dụng với AgNO3 chắc chắn. SO4 này trừ có. X làm nhạt màu brom có. Fe2 cộng làm điều này. X không thể hòa tan CU là sai. Fe3 cộng hòa tan CU vậy không đúng là sẽ. Dễ quá nhỉ. 58 ạ. 6,72 gam bột Fe. Nào chúng ta cùng tìm cho thầy số mol Fe ạ. 6,72 chia 56 bằng 0,12 mol. Vào COS số 4 0,1 mol. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất anix, vậy mình sẽ có. Đây rất đơn giản thôi. Fe cộng CU2 cộng thì tạo thành Fe2 cộng cộng CU. Anh này 0,12, anh này 0,1. Vậy tính toán theo anh có số mol nhỏ hơn là 0,1. Vậy mình sẽ có này. Chất rắn X của chúng ta chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là gì ạ? Chú ý này. Chất rắn X chúng ta sẽ gồm có CU 0,1 và Fe dư là 0,02. Đấy, rất nhiều bạn bị nhầm lẫn và quên chỗ này. Vậy mình tìm được khối lượng 0,1 nhân 64 cộng 0,02 nhân 56 bằng 7,52 gam nha các em nhá. 7,52 gam. 7,52, vậy đáp án đúng chúng ta là gì? Đáp án A. 58 đáp án A, thì mình tuyên dương tất cả là các bạn đã chọn được đáp án đúng 58 đáp án A. 59. Số kim loại tan được trong nước ở điều kiện thường. Na, Ba, K, Cu0, Fe0, ba cháu C. 60 ạ. 60. Thủy phân hoàn toàn triglyceridic trong NaOH thu được C7H33 và C3H5OH, vậy nó sẽ là triolein. Đáp án đúng là đáp án C. 61 phát biểu đúng. Gliala phản ứng màu biểu rê sai. Lysine có 4 nguyên tử oxy sai, có một nhóm COH 2 oxy rồi. Alanin đây là công thức của glycine. Valin hợp chất vô tính lượng tính đúng. Valin có nhóm COH NH2 lượng tính đúng chặt. 62 thí nghiệm nào chỉ xảy ra mòn hóa học? Lưu ý nha, chỉ xảy ra mòn hóa học. ZN và CU2 điện cực khác nhau bằng bản chất. Fe và CU2 điện cực khác nhau bản chất. CU và Ag2 điện cực khác nhau bản chất. CU và Fe3 cộng là không sinh ra hai điện cực. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. 63. Số polymer tổng hợp. Polymer tổng hợp là loại bỏ một thằng thiên nhiên, tự nhiên, tinh bột. Cellulose, đúng chưa?
tổng hợp. Thứ hai là loại bỏ cái bọn gì? Bán tổng hợp là visco và acetat, để cellulose acetat bỏ này. Vậy ta chỉ còn gì? Polyvinyl chloruro, polycapromide, polyethylene, nylon 6,6, 4 cháo. Đúng không ạ? 4 cháo ạ, C chứ. 4 cháo chứ các em. Úi giời, mặt lẻ, úi giời. Polyvinyl chloruro, polycapromide, polyethylene, nylon 6,6, polymer tổng hợp. Ngon nha. Úi giời, lạc nhiều thế. 64 nào. Tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối, các bạn lưu ý nha. Dung dịch này của chúng ta là dung dịch chỉ chứa một muối mà thôi. Đấy, các bạn hết sức chú ý ở cái câu này. Nào, vậy là bao nhiêu thí nghiệm xảy ra mà dung dịch của chúng ta lại chỉ chứa được có một muối ạ? À? Các bạn cũng comment đáp án ạ. À? Bao nhiêu thí nghiệm xảy ra mà dung dịch của chúng ta thì lại chỉ chứa có một muối ạ? À? Câu 64 ạ. 64 đáp án gì các em ơi? Khẩn trương nào. 64 đáp án gì ạ? Đầu tiên là Fe vào CO4 dư thì mình sẽ thu được FeS4 và CuS4 dư. Loại nhá. CO2 dư thì thu được KHCO3 lấy. N2CO3 và KH4 thì thu được K2S4 và N2S4 loại. NaHCO3 vào CaOH 2 lần thì ta thu được CaCO3 kết tủa xuống rồi. Và NaOH, đúng không? CaCO3 và NaOH loại. Đúng chưa? Bởi vì dung dịch sau phải đứng là NaOH mà. Nhôm dư và carbon HNO3 loãng không sinh ra chất khí thì sẽ thu được AlNO3 3 lần. Không sinh ra chất khí, vậy chất trừ chắn là sẽ có NH4NO3. Vậy hai muối bỏ nốt, vậy chỉ có một thôi. B. Sorry, đáp án C. Chỉ có một phản ứng nhá. 65. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là methyl format là ester, nhiệt độ sôi không thể cao hơn ancol được. Ancol nhiệt độ sôi nó cao hơn. Mỗi mắt xích trong phân tử sen có 3 nhóm OH, đúng. Anilin làm quỷ tím hóa xanh, sai. Gliala, glycine 5 nguyên tử N xem nào. 1, 2, 3 liên kết peptide, vậy là 3N. Lysine có 2 nhóm NH2, vậy là 5N. Chính xác. 65 này, ý 4 đúng. Đúng không? Đấy. 5 à. Vậy mình đang hiện tại là có, vậy mình đang hiện tại là có gì ạ? 2. Với 4 đúng rồi. Ni lông 66 được sản xuất bằng phản ứng trùng ngưng. Đúng. 2, 4, 5 nhá. Vậy chúng ta tổng cộng có 3 cái nhận định đúng. Được chưa? 2, 4, 5 3 nhận định C ạ. 66. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là C5NH2 vào C3SOH1 có. Nhỏ NaOH loãng vào xác không thủy phân trong môi trường kiềm bỏ. Dầu dừa và carbon loãng là thủy phân có. Brom và anilin kết tủa trắng có. NaOH vào lòng trắng trứng thủy phân có. Nho chín là glucose tráng gương có. Đấy chưa? Vậy chúng ta tổng cộng có bao nhiêu ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không ạ? 5, 6, D. Kính chưa? 6, 7. Câu cuối cùng của sáng ngày hôm nay. PMA thuộc loại polyamide sai. Polymethyl methacrylate là gì ạ? Là polyester. Methyl methacrylate phản ứng trắng bạc. Sai, không trắng được bạc. Một mắt xích PMA khối lượng carbon là 60%. Mình phải tính thôi. Đúng không ạ? Thì trong này mình sẽ có này, PMA là polymethyl methacrylate. Đây. OOCH3. 1, 2, 3, 4, 5. C5, H8, O2. Tất cả N lần. Một mắt xích là một thằng này. 12 x 5. Chia 100. Nhân 100%. Đúng bằng 60. Đúng. Phản ứng tổng hợp PMMA từ methyl methacrylate thuộc loại phản ứng trùng ngưng. Sai. Trùng hợp. Từ anh này và methanol điều chế trực tiếp được methyl methacrylate.
Đúng rồi, bằng phản ứng ST hóa. Đúng. Vậy chúng ta chỉ có hai phép biểu đúng rồi. Đáp án đúng là đáp án C. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học sáng nay cùng thầy Minh. Nhá, hẹn gặp lại các em vào buổi sáng. Như vậy, bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.